Xin chào mọi người đến với Song Thi TV. Hôm nay em giới thiệu một loại thức uống mới, đó là cam tuyết, gồm có những nguyên liệu như sau: hai cái cam tươi nha mọi người, hai cái cam tươi, 50g sữa đặc có đường, 50g nước đường, 400g đá bào. Bây giờ em làm nha. Cam tươi thì mọi người sắc ra, sắc làm đôi, rồi mọi người cắt một lát mỏng để mình trang trí cho cái ly cam tuyết khi mình làm xong. Cái thứ nhất em cắt một lát. Cái thứ hai em cũng làm giống như vậy luôn nha. Cái thứ hai đó em cũng cắt tiếp một lát nữa. Và bây giờ em chuẩn bị bỏ nguyên liệu vào máy xay sinh tố. Em chuẩn bị một cái máy xay sinh tố, bỏ đá bào vào trước tiên. Sau đó thì em vắt cam lên cái rây. Mọi người có cái máy vắt cam thì mọi người vắt cho nó tiện, cho nó nhanh. Em thì cái máy vắt cam bị hư rồi, do đó em vắt bằng tay. Em vắt cam như thế này. Cái này cam em có hộp, do đó em mới để như thế này. Sau đó thì mọi người cho nước đường vào luôn. Cho nước đường vào chung với cái đá và cam. Và cuối cùng thì mọi người cho sữa đặc có đường vào luôn nha mọi người. Mọi người cho hết nguyên liệu vào đá rồi mọi người bắt đầu xay. Và bây giờ chúng ta bắt đầu xay nguyên liệu chung với nhau. Xay chế độ nhỏ xong rồi một chút xíu thì chúng ta xay chế độ lớn. Là máy của em rất là mạnh, như đó là giờ thành tuyết luôn rồi. Và bây giờ em chuẩn bị hai cái ly, em cho sản phẩm mới xay xong ra ly nha mọi người. Trời mùa hè uống cái này tới đâu là tê tái tới đó, mọi người hãy thử đi. Em nói thiệt đó, em thử rồi, nó tê lắm luôn. Em mới làm mà hướng dẫn cho mọi người đó. Mọi người thử sẽ ghiền cho mà xem. Cái này là uống vô là nói thiệt là phê lắm. Cái này rất là ngon, không có béo đâu mọi người. Uống tới đâu là phê tới đó, nói thiệt luôn mà. Cái này uống một cái ly bự, thiệt bự thì sẽ không hết đâu. Do đó em mới chứt ra 2 ly, em chia 2 ly ra. Cái này gọi là cam tuyết tình nhân đó mọi người ơi, uống cho nó tình cảm. Cam với sữa thì rất là tuyệt vời rồi. Mọi người hãy làm thử đi nha. Mùa hè thì uống cái này thì cực mát luôn, cực sảng khoái luôn. Xong rồi bây giờ em trang trí hai cái miếng cam em sắc lúc mới đầu vô nè mọi người. Cho em nhiều chuyện chứ không trang trí cũng được mà. Đây là thành phẩm của em. Chúc mọi người thành công. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Mọi người nhớ like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video hấp dẫn tiếp theo. Cảm ơn mọi người.